Anh trai, anh làm rơi tiền đúng không? Đúng rồi, tiền của tôi. Cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi gửi cô này. Cô muốn cái này à? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô gì ơi, quên đồ này. Bà ơi, cháu có bánh đây rồi, để cháu đút cho bà ăn nhá. Cháu ăn đi. Dạ thôi, bà ăn đi ạ. Cháu ăn đi, bụng đói đấy, từ sáng đến giờ rồi còn gì. Thôi, bà ăn đi, cháu no rồi mà. Cháu mà không ăn, bà cũng không ăn đâu. Thôi ăn đi. Cô được quên đồ này. Cảm ơn anh. Anh ấy cho thêm bánh vào túi rồi bà. Tiền còn có tiền nữa. Nhưng mà tiền này không phải của cháu. Có khi cậu ta để nhầm ở đấy. Con mang giả cho người ta đi. Dạ vâng ạ. Của mày, cái con nghèo hèn rách rưới kia, mày tưởng tao bị điên à? Tiền nào là tiền của mày, tiền này là tiền của tao đánh rơi, cút. Tiền này tôi vừa làm rơi mà, cô đừng có tham lam, trả lại cho tôi đi. Này, mày nhìn lại bản thân mày đi, nghèo hèn rách rưới, tiền nào là tiền của mày, mày đi hỏi tất cả mọi người xung quanh xem tao mày ai mới là người giống người có tiền hơn, hả? Tiền này tiền của tao rồi, cút. Chị ơi, tôi xin chị, tiền này nó không phải tiền của tôi nhưng mà tôi phải trả lại tiền cho người ta, chị trả lại cho tôi, tôi xin chị. Con quỷ cá kia, mày lắm mồm biết thôi nhá. Tiền đã rơi vào tay tao rồi thì đào mả nhà mày lên không lấy được đâu. Còn tay con ạ. Bà ơi, cháu làm mất tiền của người ta rồi, phải làm sao bây giờ? Thôi, cháu khóc như này làm bà cũng đau lòng. Hay là cháu đi kiếm việc làm, chúng ta tìm việc làm rồi từ từ trả cho người tốt đó. Nhưng trước mắt bà muốn về quê sống. Không, bà về quê thì bà sống với ai ạ? Bà sợ ảnh hưởng đến công việc của cháu đúng không? Không, bà ở lại với cháu đi. Thôi được, bà xin lỗi, bà sẽ không bỏ cháu đâu. Mà đừng đi mà. Xin ông chủ, bà của tôi bị tàn tật, để bà ở nhà một mình tôi không yên tâm. Xin ông chủ là cho bà đi cùng tôi đến cửa hàng. Tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, cẩn thận, không để ông chủ phải lo lắng đâu ạ. Ok, vậy thì cô vào làm rửa chén nhá. Lương 15.000 một giờ, bao ăn. Nhưng mà này, cô phải làm việc cẩn thận đấy, không là tôi đuổi việc đừng có trách. Dạ vâng ạ, cảm ơn ông chủ ạ. Đi vào đây. Cứu tôi với!
mà có cậu ấy. Cảm ơn anh đã giúp bà tôi, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, lần sau hai bà cháu phải cẩn thận vào nhé. Cô đứng đó, cô đẩy bà tôi ngã như thế mà cô còn chạy đi à? Cô đúng thật là đầu óc à? Con điện này, mày nói lăng linh tinh cái gì đấy? Tao chưa kịp làm gì bà tài nhá. Cô, tôi nhận ra cô. Cô là con quỷ ấy. Tôi chả biết gì cả. Tự nhiên cái bà già này ở đâu chạy xe ra. Tao không kịp làm gì bà ấy đâu. Mày bị điên à? Tôi xin cô hãy trả lại tiền cho tôi đi. Chuyện này là sao? Con điên kia, mày thích ăn nói vớ vẩn không? Tao mà thèm mấy cái đồng tiền rẻ rách của mày á hả con kia? Con có sao không? Tại sao cô lại đánh người như thế? Này con kia, mày đừng tưởng là tao giàu có, mày muốn lừa tiền tao mà dễ nhá. Hai bà cháu một mày đừng hòng đổ tội cho tao. Đừng có thấy tao hiền là dễ bắt nạt nghe chưa? Nếu như cô ấy lừa đảo như vậy thì cô báo công an đi. Tại sao phải đánh cô ấy như vậy? Này, mày biết bố mày là ai không? Này mày cẩn thận đấy nhá. Chẳng qua hôm nay tao có việc thôi, không rảnh cãi nhau bọn mày nữa. Cô có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn anh. Không sao là tốt rồi, tôi đi ăn trưa đây. Hay là anh vào trong quán ăn đi. Cho tôi mời anh một bữa, coi như là để cảm ơn anh vì đã giúp bà cháu tôi. Đúng rồi, vào đi cậu, quán này bún ngon lắm. Cũng được ạ. Bún ngon thật bác ạ. Thế em đang làm việc gì ở đây? Dạ, em rửa bát ở đây ạ. Anh chủ quán ở đây tốt bụng nên là cho em đưa bà đi làm cùng ạ. Vì hôm trước anh có cho em một số tiền, em tiêu hết rồi à? Em bị người ta lấy mất rồi. Bà nói em phải trả lại số tiền đó cho anh nên là em quyết định đi làm ạ. Con bé nói đúng rồi đấy. Chúng tôi tuy nghèo nhưng không tham lam của ai một xu nào cả. Cậu giúp bà cháu tôi như thế là tốt lắm rồi. Dạ vâng ạ. Nhưng mà ai lấy tiền của em vậy? Em có biết người ta không? Là cô gái lúc nãy. Thế mọi chuyện là sao? Này, thì con ăn trộm kia, hai bà cháu chúng mày học cái thói ăn trộm ăn cắp ở đâu đấy hả? Cô nói năng cho cẩn thận. Chúng tôi lấy gì của cô mà cô nói vậy? Tao bị mất cái điện thoại mà chỉ mỗi mày động vào người ta thôi, không mày lấy thì còn ai lấy nữa. Bà cháu tôi tuy nghèo nhưng không bao giờ trộm cắp của ai cả. Cô xem lại đi. Bà câm mồm đi. Cái loại bà ấy là cái loại tàn tật, ngu dốt, lại còn ăn hại nữa. Hai bà cháu các người nghèo hèn thấy tôi giàu có bắt đầu dở cái thói ăn trộm ăn cắp gì. Này nhá, hôm nay nhá, tôi mà không tìm được điện thoại hai người chỉ có đi tù một công thôi. Sao cô lại ăn nói vô lý như thế chứ? Bà già kia mà nói chuyện với ai đấy? Ai chứ có ăn nói như thế với bà của tôi? Bà lão tắt đấy. Này, thôi đi, đừng có động một tí nó đánh chửi sử dụng cái khác như vậy. Bỏ tao ra, bắt nạt phụ nữ, bắt nạt phụ nữ thế này. Ê, cô có thể xúc phạm tôi được nhưng mà cô không được phép đụng đến ân nhân và bà của tôi. Con khốn nạn kia, mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không hả? Thế cô là ai? Nói cho chúng mày biết nhá, tao là giám đốc của công ty FM đấy. Tao chỉ cần ho một câu thôi là cả mày và cái quán này đều phải dẹp tiệm nghe chưa? Cái gì? Giám đốc bây giờ có cái quyền lực to lớn như vậy sao? Tất nhiên rồi. Cô là giám đốc ý, thì cô trả lại tiền cho tôi đi. Giám đốc thì cần gì tham lam mấy cái đồng tiền của người khác như thế chứ? Này, mày đừng có mà mồm điêu nhá. Tiền đấy là tiền của tao. Một cái con ăn mày như mày lấy đâu ra tiền mà nhiều như thế? Hóa ra chính cô là người lấy tiền của cô ấy à? Này, đến điện thoại của tao mà nó còn ăn cắp được thì cái gì mà nó chẳng nói dối được chứ? Chào cô, đây có phải là điện thoại của cô không? Lúc nãy cô để quên đây này. Đúng là điện thoại của tôi rồi. Ông chủ, ông mau đuổi về cái con nhà quê đi. Nó ăn cắp, nói láo lại còn làm giám đốc của một công ty lớn như tôi, tức giận nữa. Ông chủ, cháu tôi nó ngoan lắm, xin ông đừng đuổi việc nó nhé. Đúng vậy, cô ta tới đây gây sự, làm ảnh hưởng tới nhân viên của anh, và tôi có thể làm chứng. Này, mày là cái thá gì mà đòi làm chứng? Ở đây tao chức vụ là to nhất, lời tao nói là đáng tin nhất. Vậy để cho cô làm nhân viên, vậy là xong mà, không cho cô làm giám đốc nữa. Cái gì? Chủ tịch. Nghe máy đi. Cô bị đuổi việc. Cái gì cơ? Tức là anh là chủ tịch thật á? Cô buồn cười thật đấy. Là một giám đốc mà lại không biết mặt mũi chủ tịch mới của mình là thế nào à? Như vậy mà cũng làm được à? Chủ tịch ơi, anh bỏ qua cho tôi chuyện vừa rồi nhá. Tôi không cố ý đâu, chỉ là vừa rồi tôi hơi bị nóng nảy một chút thôi ạ. Cô là một giám đốc vậy mà đi mắng chửi, sỉ nhục người khác, rồi làm trò để hại người ta như vậy. Cô bị đuổi việc cũng xứng đáng lắm đấy. Đừng xin xỏ bất cứ điều gì nữa cả. Chủ tịch ơi, anh tha cho em biết ạ.
tôi xin lỗi cô. Dạ, cháu xin lỗi bác. Đây, tiền, tôi trả cho cô này. Tôi trả lại tiền cho anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ bà cháu tôi, nhưng mà tôi không nhận đâu. Tôi đã hiểu rồi. Muốn giúp đỡ một người ấy, không phải là mình đưa tiền cho họ, mà là cho họ một cơ hội, cho họ một việc làm. Nếu như mà Dương không chê, thì Dương có thể về công ty của tôi để làm việc. Tất cả những chế độ ưu đãi cho nhân viên, Dương sẽ có đầy đủ hết. Và nếu như Dương muốn chữa bệnh cho bà, tôi sẽ giúp Dương. Cảm ơn anh. Ừ. Nhưng mà... Cô cứ đi làm đi, tôi cho cô nghỉ. Cảm ơn ông chủ ạ. Thế còn em thì sao ạ? Thì nghỉ chứ còn sao nữa. Cái gọi người như cô bị như vậy là xứng đáng lắm đấy. Mình đi thôi. Chủ tịch, anh đừng đổi việc em nữa không ạ? Lời nói của cô ấy quyết định hành động của người khác đấy. Dù làm bất cứ nghề gì ấy, cũng đều được tôn trọng hết. Này, anh kia! Cái tổng giá chi phí anh tính rồi. Bây giờ tổng giá chi phí là khoảng 4 tỷ. Nếu như mình làm xong ấy, cũng lời được khoảng 500 triệu. Cẩn thận! Này! Cái thằng điên này mới làm cái gì đấy hả? Này, anh không biết à? Vừa có người cắt dây băng xi măng để hạ anh đấy. Mày lên tha hàng thuyền làm gì có ai? Mày cũng biết là tí tao dây điện thoại rồi không? Này, tôi là tôi nói thật đấy. Dẹp đi! Ở đây. Mình vừa cứu mà không tin ạ. Mẹ nó chứ. Nếu như không phải tại cái thằng Vũ Hồ chết bầm kia thì mình đã tiêu diệt được anh ta rồi. Đúng là chỗ này rồi. Sao có cái bông tai rơi ở đây nhỉ? Cơ hội như vậy mà để tuột mất. Tức thật chứ. Bẩn hết cả quần áo rồi. Phải đi thay mới được. Anh về rồi này. Anh. Sao hôm nay anh về sớm thế? Thì anh nhớ em nên anh về sớm cũng được à? Được chứ. Mà em đi đâu về mà quần áo trong bụi bặm bẩn thế? Lúc nãy em ra ngoài cửa khiêng ít đồ ấy mà. Nên là hơi bẩn. Thế sao không đợi anh về rồi anh làm cùng cho? Thôi, anh đi làm cả ngày bận bịu rồi. Có mỗi mấy cái việc nhỏ đấy, cứ để em làm là được mà. Mà này, bông tai của em bị rơi mất một bên à? Chắc là lúc nãy em tắm nên là nó bị rơi mất đấy. Để lát em vào kiểm tra lại. Thôi, anh đi nghỉ ngơi đi. Anh đi theo quần áo với đã nhé. Này, cô làm cái gì đấy? Tính dọa chết người ta đấy à? Tôi xin lỗi, tôi chỉ định quay lại để tìm đồ tôi làm rơi thôi mà. Nhưng mà cái khuyên này cái khuyên này là tôi nhặt đứng trước ấy, nó là của tôi đấy nhá. Đừng có đùa anh. Của tôi mà. Nó là của cô á? Vâng, đây này, chị nhìn đi xem nào. Ơi, của cô thôi. Đây, tôi trả cô này. Thủi thế cũng biết nữa. Dạ vâng, tôi cảm ơn. Alo, Tâm à? Có chuyện gì? Lại muốn nhờ bà hả? Thì là cái chuyện thằng Toàn đấy. À, sao rồi? Xử nó chưa? Xử được thì đâu cần phải gọi cho bà đâu. Thế bây giờ muốn như nào? Muốn tôi xử nó ấy, thì giá không rẻ đâu nhá. Bà muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần tôi xử được nó rồi thì tất cả tài sản của nó sẽ thuộc về tôi thôi. Lúc đấy bà muốn bao nhiêu mà chẳng được. Ok, thế quả đón tôi đi. Ok. Chỉ cần 5 gram thôi là anh sẽ có được một giấc ngủ ngàn thu. Chào anh ạ. Cô là... em là giúp việc mới ạ. Thế chị Linh chưa nói với anh ạ? Anh nhớ rồi.
Sáng nay Linh có nói với anh rồi. Vâng ạ. À, em mời anh. Anh ơi, em vừa mới pha ngũ cốc cho anh đấy ạ. Ngũ cốc à? Vâng. Nhìn hấp dẫn đấy. Dạ vâng. À, cho anh mượn cái xì ạ. Đây ạ. À, anh bảo này. Anh đang muốn nước ép cam tươi quá, hay là em pha cho anh một cốc được không? Dạ vâng ạ. Anh chờ em tí nhá. Anh ơi, đây ạ, nước cam của mình đây ạ. Anh cảm ơn. Vâng ạ. Cái gì ấy nhỉ? À, chắc là mấy con chuột nó quậy đấy anh ạ. Anh có uống đi ạ. Tôi nghe đây. Được rồi, rồi, tôi đến ngay nhá. Bây giờ có việc phải đi rồi, em dọn giúp anh nhá. Sao rồi? Mày bảo với tao là trong ngày hôm nay sẽ giải quyết được anh ta cơ mà. Sao đến giờ tao vẫn thấy anh ta đi làm sao? Chuyện ngoài ý muốn thôi. Một cái đứa chuyên nghiệp như mày mà cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Mày nói thật đi, rốt cuộc là mày có làm được hay không? Để tao kiếm người khác đây. Mày không kiếm được ai giỏi hơn tao đâu. Nếu như mà cách đi không được ấy, thì chắc là tao phải dùng mỹ nhân kế rồi. Tao tìm mày nốt lần này thôi đấy. Không biết là thằng nào phá mình nữa. Lần này thì không thể nào để cho nó thoát được nữa. Anh là ai đây? Anh xin anh vào nhà tôi. Nói nhỏ thôi. Tôi làm giúp anh đấy. Cái cấu giúp việc mà vợ anh thuê về, thật ra là để giết anh đấy. Thằng tào lao này. Mày chẳng nói những chuyện phải lông người ta tin à? Anh không tin đúng không? Những gì tôi nói là thật đấy. Thật thì mày chứng minh đi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ giả dạng làm anh. Và trong kia nào, anh chỉ cần đứng ngoài xem thôi. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Cậu chủ ơi, hôm nay thấy cậu chủ có vẻ mệt mỏi ấy, thì cậu chủ cho em massage cho nhá. Cậu chủ im lặng là đồng ý nhá. Cậu chủ thấy thế nào ạ? Anh là ai đấy? Anh Toàn đâu? Tôi đây. Anh. Không ngờ mà người giúp việc bọn tôi thuê về cũng chính là người mà bọn tôi thuê để giết tôi. Anh ơi, anh tha cho em đi ạ. Em cũng chỉ là nghe theo lệnh thôi ạ. Tha à? Tha cũng được thôi. Bây giờ cô lấy điện thoại ra, gọi cho Linh, bảo với Linh là nó giết được tôi rồi. Nhanh lên. Tôi nói đi, cứ làm đi. Alo, luật sư à? Ông làm gấp cho tôi giấy tờ chuyển nhượng tài sản đi nhá. Tôi xong hết mọi việc rồi. Ok. Chuyện này là sao? Mày dám lừa tao à? Không phải, tất cả là tại thằng chó này. Nó phá hỏng mọi chuyện của tao. Hai người đã bị bắt vì tội cố ý giết người. Tôi không biết gì hết, tất cả là tại con nhỏ này này. Là do mày bỏ tiền ra thuê tao cơ mà. Và bây giờ mày định đổ hết tội lên người tao đi à? Yêu cầu hai người về đồn để giải quyết. Đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu, cho nên làm mà.